hỗn giật mình đúng mày. Tao biết mày đi lại phía sau lưng tao nãy giờ rồi giật mình gì nữa. Sao biết hai mày? Thì cái mùi của mày quen quá mà. Làm gì chú tâm vô điện thoại với mày? Thì tao đang nghiên cứu cái thẻ lớp tô này đổi gì cho hợp lý nè. Ê, hay là mày đổi cái túi đi du lịch đi, hè này đi du lịch nhiều nè. Nhưng mà tao chưa đủ 24 thẻ sao đổi được? Mới sưu tầm được có 12 thẻ đủ đổi cái quạt cầm tay à. Hoặc lấy 4 thẻ đổi hai đôi giới mang dài à. Vậy thôi mày sưu tầm đủ 24 thẻ luôn đi. Rồi đổi cái ô dù hoặc là cái túi du lịch. Chương trình khuyến mãi còn kéo dài tới 15 tháng 7 2023 mà. Biết đâu săn được thẻ đặc biệt đổi được cái Apple Watch lo. Tao nghe cũng ngon. Đâu có cái quạt đã với mày. Thì anh Phú săn thẻ quà lớp Manto đổi cho tao cái quạt cầm tay này nè. Mày sáng giờ đi đâu kiếm không thấy quà. Ê mày uống sữa tao mày. Uống chung miếng có sao đâu mày. Mà công nhận cái sữa chua uống này ngon nha. Uống cái bụng ghê luôn á. Ngon chứ sao không ngon. Bổ sung chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa, với lại cung cấp vitamin hỗ trợ năng lượng trí não. Trời mày uống hết luôn rồi. Sữa tao lấy hộp khác chú. Nè cho mấy đứa quà nè. Ui cái gì không? Ở đâu mà anh có cái chiếc bi anh Phú? Thì đội hai lốt sữa chua uống lấy cái bi vậy thôi nè. Đẹp không? Cô tên chứ chạy. Còn cái này nữa nè. Tai. Ui. Tai nghe cực đỉnh xịt sò luôn. Ê, 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 rất tường, rất hàng rồi. Ở đâu anh Phú? Đây, bánh 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 nghe chung và xài chung là mới đổi được có cái à. Khi nào mà anh đổi được nhiều cho thêm. Đẹp không? Dạ đẹp. Có thể kết nối qua cổng cáp cũng được và nghe bluetooth cũng được. Ui bluetooth xin. Hai nhỏ con gái mà thấy cái này nó khoái nè. Thấy cái đai thọ nó thích lắm nha các bạn. Màu hồng á. Giấu. Thôi tranh thủ đi quay phim nè. Trời ơi trời này giờ tập hợp ở đây. Kêu cưng đi kiếm hai cái này ngồi đi tắm luôn đi vợ. Quên luôn hả? À? Trời ơi là trời. Đi với hai. Hello chào các bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ quay lại cái series huyền thoại mà mấy anh em mình đánh mất bấy lâu. Đó chính là series xé bạn tên nha. Và series này sẽ hoàn toàn mới hơn những series khác. Đó chính là mấy anh em mình sẽ chơi trong vườn trái cây. Ôi trái cây gì? Anh Phú, anh Phú. Sao? Chơi trong vườn trái cây nào vậy? Chơi trong vườn dừa nha các bạn. Vườn này sao ăn bay? Dừa uống chứ sao ăn mày? Anh đừng nói tụi em là anh dẫn tụi em xuống vườn dừa Bến Tre quay nha. Ủa chỉ có mỗi Bến Tre mới có dừa hả? Ở nước ngoài cái vườn dừa làm tiếp cắm chạy đâu giá đâu. Chính xác. Đù. Thằng này nay thông minh với mày, thường thường thấy ngâu ngâu mà. Ê, nói vậy mới quan điểm tao mày. Nè tụi em lại xếp bản tên không lại mấy ông này nữa rồi. Yên tâm đi, bữa nay tôi có tiệc chiêu này, mấy ông này không chơi lại tôi đâu. Tiệc chiêu gì? Lát đi biết. Mà ai chỉ bà hả? Mẹ tôi thấy tôi bị mấy nàng hiếp quá. Chỉ thì kêu mày không ai dám làm gì luôn. Ghê. Cái gì ghê vậy mày? Chắc kiểu này sử dụng tuyệt chiêu ngực tấn công mong phòng thủ á mày. Nè bây giờ anh hỏi nè, có chơi không? Chơi anh Phú. Gì? À không, chơi xe băng tên. Ừ, à, chơi xe băng tên, chơi anh Phú, chết hồn. Nếu chơi thì ngay bây giờ đi luôn, không để con ba chơi lâu nữa. Let's go. Let's go. Mấy nay mình tới vườn trái cây của ba này nha các bạn. Và xung quanh đây rất là nhiều dừa luôn. Ủa anh Phú, là dừa nhiều dữ chứ em thấy toàn xài không à. Tại cơ không để ý chứ xung quanh đây bao bọc là dừa nha các bạn. Phía bên tay trái mình là dừa nè, phía sau lưng mình cũng là dừa nè. Đây phải cũng là dừa luôn. Đây là vườn dừa của bác ba nha các bạn. Ngoài trồng dừa ra thì bác ba còn trồng xen canh các loại trái cây như là nhãn nè. Đúng rồi. Lơm chôm nè. Ừ. Đây lơm chôm là trái gì vậy? À không, lơm cơm. Lơm là trái gì cũng nợ. Lơm cơm là tính cách lơm cơm á. Lơm chôm chôm. Ừ, trời ơi trời, chôm chôm á. Còn nữa anh Phú, ngoài mấy trái đó ra thì còn trái bơm nè. Ờ. Trái táo đó anh Phú. Đúng rồi. Trái xoài nè. Dòng hoa của trái táo hay là trái bơm ha? Đúng rồi, trái xoài nhóc nè. Nhóc luôn. Mắng cầu nè. Ờ. Trái dừa nè. Ờ. Đu đủ nè. Ờ. Đó. Ê mày nói vậy tao liên kết được câu này hay lắm nè. Câu gì mày? Bơm vú dừa đủ xài. Sao mới luôn. Nè anh nói cho mấy đứa nghe nha. Nếu mà nói vậy đúng không? Bên trong này còn có cây sung nữa. Cây quất nữa. Quất ăn xong quất. Nghe nè, nghe cái câu này nó vui nữa nè. Sao nuốt? Cầu sung dừa đủ quất. Wow. Wow. Thấy không, thấy không? Nó vui thì nha các bạn. Cầu quất dừa đủ màu.
Được rồi, nói chung là mấy cái trái mâm ngũ quả này nó hợp lý lắm. Ở đây đầy đủ luôn các bạn, không có thiếu thứ gì hết. Sao không gian ở đây đủ chơi vậy? Hết rộng luôn anh Phú. Diện tích là hơn 5.000 mét vuông nha các bạn. Cho mấy em chạy xả láng sáng mai về sớm luôn. Chạy xong. Nói chung là rộng lắm, muốn làm gì làm, muốn trốn đâu trốn, ẩn nấp đâu, phục kích đâu, để tấn công đối thủ, để xếp bàn tên đối thủ, làm sao mà lấy được nhiều bàn tên. Ê, người cuối cùng đi. Cùng. Nói chung là ai sung bay ra chơi trước thì bị mất rất nhiều, hoặc là ai núp không kỹ bị người khác tấn công thì ráng chịu. Người cuối cùng mà còn bạn tên thì người đó sẽ nhận về giải thưởng trị giá là 5 triệu nha các bạn. Mình được chơi mọi chiêu luôn đúng không anh Vũ? Không anh gọi. Mình được chơi mọi chiêu luôn đúng không? Có chiêu gì sử dụng hết. Chiêu thức luôn hả ta? Chiêu gì mà đàng hoàng tử tế xíu đừng có... Đâu, người đàng hoàng mà luôn. Chiêu long chào thụ hay đóng đuối với anh em mà chạy. Đâu hoàng tử tế xíu ha. Ok, nếu mà không để các bạn chơi lâu nữa, vô dán bàn tên. Chiêu luôn. Chiêu luôn. Vô. Rồi, kiểm tra cam của mình đi, test cam ơi, cam hoạt động đúng không? Lô anh Caramel cho mượn cái bản tên nha. Ý đập shit rồi anh em ơi. Này là xe thúi không bạn? Xe thúi mà sao nhìn nó ghê ghê trời. Nhìn nó vàng vàng thấy gớm à. Mình đừng tả nó gớm nè. Mà sao đạp nó cứ kỳ kỳ sao mềm như ấy á. Gì con người ơi. Thôi lắp cáp lại đi. Lắp lại tập trung nè. Anh Caramel cho mượn cái bản tên cái này. Rồi anh hỏi mấy đứa nè. Bây giờ mình chơi thì kiểu cá nhân hay chơi thì kiểu đồng đội? Đồng đội anh luôn. Đồng đội đi. Đồng đội ha. Đồng đội đi. Đồng đội anh Phú ơi. Nhìn anh gì? Mà anh nhìn gì hả? Ý là chơi đồng đội không á. Thôi anh thấy rồi, đồng đội à cưng không có đổi anh đâu nên thôi cá nhân đi. Ok. Có một sự giận hờn vơ vơ nhỏ nhỏ đây các bạn. Thôi bây giờ mình chơi theo kiểu cá nhân đi. Cá nhân. Được anh không? Được. Hình như chỉ có hai người này đồng đội à, hai người này cho đồng đội. Hai người này đồng đội nhau. Mày muốn đi đồng đội thì đi theo bảo vệ đó mày. Giờ anh hỏi hai đứa nè. Dạ. Có cách nào mua chuộc anh Phú không? Chứ muốn đồng đội thì đâu phải dễ. Tới 6 luồng ý kiến, 7 người. Gì? 6? 7 người, 7 người hết đồng ý rồi. Trong đó có anh luôn nha. Thôi, đừng mua chuộc anh Phú tốn tiền nữa. Nhỏ này còn sót tiền thôi, thôi cho cá nhân luôn. Cái đồ tính toán. Rồi. Mỗi người hai bảng tên, một cái bảng tên đeo ở cổ tay và một cái bảng tên đeo ở cổ mắt, ở cổ chân. Cổ mắt. Phú đeo okay. Đeo thắt đây luôn. Thắt gì làm như cái vòng mà dây nịt hay gì mà cũng thắt luôn. Mình đeo như cái vòng choker như cổ được không? Không đeo ở cổ đi cũng được nè. Chật cái lại nha. Giống một kỳ với anh Phú. Không, bấm bấm ngay cái tay nè. Như mấy người nằm trong nhà xác vậy. Rồi, trời ơi, nè, rồi mỗi người cái hai cái. Nè, thằng Nguyên, hai cái. Em cảm ơn. Thôi cưng lấy hai cái dài đi Nguyên ơi. Nè. Em lấy cái ngắn cho nó. Thôi, cái ngắn dễ xé lắm. Thành lát. Em chấp mọi người mà. Cảm ơn anh Phú. Rồi ngáo. Nè anh thấy anh đọc chữ sau thôi. Có tên mà. Có tên mà. Ừ. Thương. Mày lúc nào cũng thương như đầu trên. Rồi cấp. À các em xin. Hán. Hán nha. Ghẹ. Ghẹ. Ghẹ quá trời ghẹ này. Rồi anh Phú. Không có chơi. Quay đâu? Không có nữa hả? Chết rồi nhanh đâu. Ở kia. Nhân. Em xin. Rồi, vô. Vô. Kéo cái nách lên cài. Ê, chơi này chắc tốn lông lắm hả mày? Chứ sao mày, nào nhiều lông thì tốn thôi. Tao thấy mày hơi bị nhiều lông á. Cái này mà giật một cái rồi cũng hết mấy cái vàng lông chân, mấy cái vàng lông tai luôn quá. Ê, dán cho nó xong, dán cho tôi với nha. Ok. Nè, dán giùm coi. Đây. Hả? Làm gì á? Nghĩ sao đưa hai tờ tay đâu dán. Nhìn như tương thi vậy khùng khùng. Đưa tay đây. Dán tay này đi. Ok. Nó sát vô để thôi nó giật. Yên tâm đi, tôi quấn một bao chắc rồi. Đưa chân này ấy. Nè. Trời ơi, đưa đây đi. Đó. Rồi, cảm ơn nha. Dán không thành em dán cho. Ừ, đây cầm dùng dao. Cầm. Rồi.
dính kìa. Ê, ê, dính dính. Kỹ. Từ từ thôi. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Nghe chân tao chân trước đi. Ê Nhã, dán lộn nè, tên tao nè, dán tên mày chi vậy? Chết trời rồi, dán lộn rồi. Em gửi em dán lại. À, Vinh Thanh, lộn tao. Dán kia, dán xuống đi. À, mày lột thì mày cũng lột từ từ thôi. Bay hết cái vàng lông chân tao luôn rồi. Dán giùm, dán giùm. Rồi, đây. Dán đâu? Dán dưới á. Dán dò cao lên. Dán né mấy cọng lông chân nha. Xíu hồi nó giật một cái nè, rụng hết lông chân luôn. Chân có cọng lông nào đâu mà nói. Rồi tay nào? Tay này. Mà hỏi thiệt á, xíu không gặp tôi không có xé tôi không? Gì xé bà nữa? Nhầm, xé bản tên. Chắc lúc đó hên xui à. Dạ ông định xé tôi luôn hả? Tôi nói thiệt nha, ông mà xé tôi á là tôi khô máu với ông luôn á. Thôi đừng khô máu, bà mà khô máu hả tôi chở bà đi bệnh viện mệt lắm. Tôi không có đủ máu chuyện cho bà đâu đó. Ê kìa, dán giùm anh kìa. Đây nè em. Dán giùm anh kìa. Anh mặc cái quần gì ngắn với anh Hảo? Ở nhà anh quần này là dài nhất rồi đó cưng. Anh không biết gì hết trơn á. Nãy giờ đang nói mé anh đó. Ý là nó hỏi anh sao mặc cái quần dài á. À, tại trong đây mũi quá nên mặc quần dài đã cho mũi đừng cắn cưng ơi. Trời ơi, dân chơi mà sợ mũi cắn. Cưng nói dạ, anh có dân chơi đâu cưng ơi. Anh không dân chơi gì. Thằng Quả nó nói em á, anh xăm nguyên con gít ở mông luôn. What? Gì ghê vậy anh Hảo? À, cái vết sẹo mông anh hả? Hồi nhỏ anh đi, anh chạy anh giỡn á, té cái mai mấy mũi cái giờ nó y chang con lít vậy cưng. Chứ không phải cái hình xăm đâu. Trời, vậy bữa giờ tao tưởng đâu mày xăm hình luôn Hảo. Kéo cao cao lên em dán cho anh Hảo. Thôi. Ê, đau. Em dán lộn xuống đi. Cưng dán luôn, đừng gỡ ra, nhổ lông đau quá. Trời ơi trời, dò gì lông không nổi. Bạn tên dán hết rồi đúng không? Rồi. Xít vừa thôi nha, xít chặt quá là bắt đầu nó máu nó không lưu thông, khó chạy lắm á. Ok chưa? Dạ. Cái trò chơi này diễn ra trong thời gian khá là dài nha các bạn. Cho nên là các em hãy vận động tay chân. Nếu mà trường hợp chặt quá thì hãy nới lỏng ra một xíu, ok? Ok. Đừng sợ đối phương xé được mà dán xít chặt, tay chân của mình sẽ bị tê cứng đó. Hiểu đây chưa? Dạ. Cứ nới lỏng thoải mái, quan trọng là kỹ thuật và chiêu trò để lấy bằng tên cho về cho bản thân mình và loại được người đó ra khỏi cuộc chơi thì khả năng thắng sẽ rất là cao. Hiểu chưa? Dạ. Rồi, mấy đứa có thời gian là 30 phút để đi ẩn nấu tìm vị trí để phục kích và sau 30 phút anh sẽ phát động chiến đấu. Mấy đứa sẽ đi ruồng nhau và tấn công nhau lấy bằng tên của nhau. Ok? Dạ. Rồi. Và giải thưởng lần này là 5 triệu dành cho người cuối cùng thắng và còn giữ được bản tên cho mình nha các bạn. 5 triệu được chưa? Được rồi. Quá nhiều anh ơi. Quá cao rồi nha các bạn. Khi làm gì? Sao anh Vũ? Tôi thấy cưng ở đây cưng có khác với mọi người không? Tại tụi nó không biết thôi. Sao? Anh á là phải đặt an toàn trên hàng đầu. Đúng rồi. Ở đây nhiều mối nguy hiểm lắm. Ý cưng là xoài á hả? Không, xoài thì nhầm nhòi vậy em Vũ. Sao? Anh không thấy hả? Vừa khô nhóc kìa. Nó mà mình đi ngang gớt lên đầu một cái, em nói anh á, đăng sức là liệm luôn, không có mật khẩu đăng nhập luôn á. Ai chơi cũng núp vô mấy cái góc dừa chi. Lỡ xui xui não chơi tống cái đầu sao anh muốn. Ai đâu rảnh mà cầm chiếc dừa phi vô cưng, tống vô cưng. Rớt thì bất quá mình né, sử dụng thì chiêu né. Nhưng mà em đổi nón này á, để nó gớt xuống em còn cụm lên nữa. Cưng nói vậy. Cưng nói vậy thì bảy đứa này sao? Chơi công bằng đi, mình không có đồ nón. Không? Ờ, công bằng đi, công bằng đi. Ờ, đưa nón đây cho anh. Đây. Ô là trời, ông có đôi, ông thủ thấy ghê thì chứ. Thì sai chưa? Sai. Yeah. Bật cam lên. Yeah. Alo. Đúng rồi. Chúng ơi, 30 phút để đi ẩn nấu, nhớ là hãy nhìn đối phương chỗ nào đâu và né né xa ra. Mạnh thì cứ thoải mái làm sao cũng được, nhưng mà yếu thì hãy tìm cách và dùng chiêu trò để lấy được cái bản tên của người khác nha các bạn. 30 phút, bắt đầu, chạy! Nhanh! Ôi là giờ chưa được xé nhau của anh con. Đâu được, 30 phút mà xé mà, bây giờ cứ đi xé người ta tấn công cưng sao? U là trời chơi biết bao nhiêu lần, bây giờ có hỏi. Trời xé đi, trốn nha các bạn. Lụm mấy bạn ơi, lụm.
Giờ đi kiếm chỗ trước nha mày. Mấy ông nội này xét ghê luôn. Mình chơi không lại. Chạy nhà qua luôn. Chạy thôi, đi. Cứ điềm tĩnh nha bạn, 30 phút còn dài. Tí tao xé mày nè con. Thôi anh đừng nói nhiều. Để đi núp nha bạn. Tại vì mình không núp thì mình chơi không có lại. Ê bà Nguyên. Nãy giờ tôi để ý bà đó nha. Không lo đi núp để tôi làm gì. Ý là nãy giờ tôi để ý bà cầm cam á. Sao? Nãy giờ bà cầm cam mà bà cứ lắc lắc không à. Chứ cầm sao, thì cầm thì vậy thôi. Đây tôi chỉ bà nè, bà cầm cam quay tôi đi. Giờ vậy phải không? Ừ. Lúc đầu là thả lỏng đi. Thôi. Lúc xong mới bệnh tay bên đây nè, cái tay này nè. Bệnh vô nách. Bệnh vô nách. Phải không? Xong phải không? Cứng vô nha. Ừ. Xong mới lấy tay này. Bệnh vô vậy nữa. Nè, nó hết lắc. Đó. Ê, tôi thấy bệnh vậy nó nực dễ chảy mồ hôi nách hơn á. Nó cũng có cái tác dụng của nó đó. Tác dụng gì? Là mình kẹp chặt gì rồi, mồ hôi nách đâu bay ra đường nữa đâu. Ừ, rồi sao nữa? Thì bà cứ, thì vậy đó, bà cứ nghe là tôi cầm cam vậy đi, là mấy bạn hết chỉ trách là bà là cầm cam lắc à. Rồi, à, là không có bị hôi nách đúng không? Ừ, chạy. Mà tôi liếc bên lại một cái là tôi không có bị hôi nách. Chỉ có ông bị hôi nách thôi, ok. Ok. Thôi, bà cầm cam thử đi. Rồi sao? Thấy không? Đâu bà cầm tôi coi coi. Đi nè. Cầm vậy hả? Cầm kiểu vậy hả? Hồi nãy tôi chỉ bà. Vậy nè. Dạ. Là giờ á, cái tay của bà vậy nè, tay này nè. Kẹp chặt vô, đẩy vô. Rồi. Tay bên kia, cầm tay bên đây nè. Kẹp qua bên đây. Rồi. Chặt vô. Rồi. Rồi, hết lắc chưa? Rồi cầm dây quay nguyên buổi luôn. Ừ, vậy nó mới hết lắc. Thì cứ vậy hả? Đi vậy hả? Ừ. Cứ phải bị diễn tập đâu. Không phải, bà phải đi kiểu như là. Trời ơi. Đâu, tôi chỉ bà lại nè. Bây giờ á, bà để nó đây phải không? Cái tay này nè, bà vô lên đây. Ờ, lên. Kẹp vô, rồi. Chắc vô. Rồi. Tay bên kia đâu? Nè. Đẩy qua đây, rồi. Chắc vô. Vậy hả? Ừ. Là giờ đi quay lại đi vậy. Ừ. Ừ. Anh làm thấy gì chưa? Gì mày? Hay nó làm gì vậy? Mày không nghe quả nói hả? Nó đang giúp đỡ anh em hiểu không? Kệ người ta đi, lo đi trốn đi. Ồ, sao nay anh tỉnh vậy hả? Cái thằng này sân si người khác hoài. Trốn này nó tỉnh thiệt. Đi mấy bạn ơi. Rồi, cứ nghe là tôi cầm cam vậy đi là mấy bạn không chi chích bà là cầm cam lắc nữa. Ok. Ok. Nè, mình cảm thấy mình đẹp trai quá bạn ơi. Ui. Mình đi tới đằng đây thì thấy quá trời nhãn luôn bạn ơi. Nhưng mà mấy nhãn này thì nó chưa chín. Có cây đừng chưa chín các bạn ơi. Cây bên đó đó. Ui. Quá tuyệt vời. Hồi nãy giờ mình đi kiếm chỗ núp mà không thấy chỗ nào hợp lý hết các bạn ơi. Đi ngang qua đây thì thấy mấy cái nhãn nè. Sai trái không? Đây mình cho bạn xem. Còn rất là nhiều cây luôn nha các bạn. Bây giờ mình đi qua bên kia mình xem, mình cho các bạn xem là còn nhiều, còn rất là nhiều nhãn luôn các bạn ơi. Qua bển cho bạn xem trái nào trái nấy. Bự có này không à. Đi nha các bạn. Trái cỡ bành bành không? Tại mình xíu bạn á. Cái gì vậy nè? Mày đâu vậy? Chạy kiểu gì vậy? Tao đang chạy. Bể luôn rồi. Bể luôn cái mông à. Mày đi đâu vậy? Tao đi qua kia cho bạn xem mấy cái nhãn bánh kìa. Trời ơi à. Đi không nhanh hết mày. Chạy. Mày đi à. Tí nữa là mày chết với tao. Đây, mình định qua cây nhãn bên đây nha bạn ơi. Mày nhã nó chạy đi đâu tới tông mình đau cũng chết luôn. Nhìn kiếm chỗ núp trước nha bạn. Kiếm chỗ núp trước, mình dưỡng sức để mấy ông nội kia ổng chiến đấu trước đi, rồi ổng mệt thế cái mình bay ra mình ăn ké nha mày. Mà ở đây không có chỗ nào núp hết. Chứ mình vô bụi nữa. Giờ mình đi kiếm ngon nha các bạn. Chân cục gì đâu mà chạy nhắn chết. Với lại ở đây rộng nữa. Ngân ơi. Ngân. Bà lại đâu tiêu ta. Ngân ơi. Ngân. Chim sẻ khôi đại bàng. Ngân ơi Ngân. Thầy khổng quá. Ngân ơi Ngân.
Ủa nãy giờ núp đây xong lên tiếng vậy? Nói nghe này nè. Cái gì? Kêu đàng hoàng xíu được không? Nghĩa sao không kêu, không kêu chó vậy? Nãy giờ ở đây xong lên tiếng hết trơn vậy? Nghĩ sao người ta đi núp mà kêu lên tiếng? Đúng đúng. Nè giờ tôi nói cho bà nghe nè, có gì đi gần gần tôi thôi nha, đi gần theo tôi á, nhớ đó, có gì tôi bảo vệ cho bà. Vậy hả? Vậy xíu tôi gặp ai đô con cái tôi hú ăn rồi ông lại nha. Ừ đúng rồi, nhớ đó. Ok ok đi đi. Nhớ ai mà mạnh mà hú luôn nha. Okay, nhớ đó, okay. Nhớ có đó trong đầu thôi, đừng có nhớ mấy khác. Ok nha. Ok biết rồi, biết rồi. Ok. Khoan. Gì? Nó nghe này nha. Gì nữa? Ở trong đây nó cứ hôi cái mùi gì á. Trong đây hả? Ừ. Ai biết được? Nó khai khai. Khai khai hả? Mùi thúi á. Thôi bà đi chung chỗ khác đi. Ở đây an toàn hơn, rồi em đi đi. Thôi thôi tôi bay nha. Ok. Bay. Đừng ở trong đó rồi, an toàn các bạn, giờ mình đi trốn nha. Ây da, xong mình rồi. Xong mình rồi các bạn ơi. Để mình kiểm tra coi mình rách rồi các bạn ơi. Giờ sao ta? Khoan, mình có cách rồi. Giờ xé ống quần nữa các bạn. Xé quần mình trọc luôn các bạn ơi. Thì để thấy sao? Em cục ở đây. À, xong rồi các bạn ơi. Sao thấy thế liếu? À, ông Thắp ông Cào. Thôi, lỡ rồi bên đây luôn các bạn. Lỡ rồi chơi thêm bên luôn. Giờ là mình thoải mái rồi nha các bạn. Cắm mùi giờ, giờ mình ngán, giờ mình chạy mới kịp mấy con đó nha. Giờ mình tiếp. Thì giờ mình sẽ đi vô cái giường nha các bạn. Mà mình nói cho các bạn nghe, ở trong đây á mà đi trốn là không bao giờ sợ đói. Tại vì sao? Lợi thế chính là đây. Rất là nhiều trái cây nha các bạn. Mà mình á thì mình nói thiệt là mình không có thích ăn trái cây đâu. Mấy trái này ăn ngọt lắm. Nên là thôi nha, con xin trái. Hai trái. Trái này chưa chín. Rồi hai trái luôn. Có mình phải hái và trái để mình để làm trong muốn trốn không ấy nha các bạn. Thôi mình sẽ vô cây nhãn mình ăn cho nó độc lạ. Thì bác ba ơi, con có đôi lời muốn nói với bác ba. Là nếu mà bác ba có xem được video này á thì cho con xin gửi lời cảm ơn tới bác ba. Vì bác ba đã cho con vô đây quay để cho con ăn nha. Mà nhãn của bác ba bự quá nha, ăn ngon lắm á. Mốt bác ba nhớ chồng thêm nhiều nha, con thích lắm á. Cảm ơn bác ba nhiều. Nãy giờ mình không thấy chỗ nào núp hợp lý hết các bạn ơi. Mình mà không có chỗ hợp lý á thì gặp mấy thằng kia là nó xé lén mình rồi, không được đâu. Giờ phải kiếm một cái chỗ nào á mà kín đáo, tụi nó không biết mấy bạn, để mình mai phục rồi mình nhảy ra mình bắt nó, để mình đi vô trong mấy bạn ơi. Bây giờ mình đã có quyết định của mình luôn rồi nha bạn ơi. Mình quyết định là bây giờ mình sẽ theo dõi nhã, gọi là mình sẽ canh me nó nha bạn. Mình sẽ úp nó, mình sẽ xé con tên nó, mình đi lù lù sau lưng nó, canh cái lúc mà nó không thấy mình cái mình bay tới xé con tên nó. Mình đã thấy nó từ xa rồi nha bạn ơi. Đây từ từ. Bây giờ mình phải làm sao mà cho nó không thấy mình nha bạn ơi. Rồi hồi nó mới
nó núp ở đâu có cái mình bay tới mình ghi cho mấy tên nó. Bạn đó mình chứ này à, đây có cái lùm này được không ta? Tụi này có cái lùm để mình chui vô đây thử. À, mình thấy nó rồi các bạn ơi. Đó, ngồi trong này nhảy ra bắt được không ta? Này rồi tao ta nó kiểu không được các bạn ơi. Tự nhiên mình ngồi giữa đồng không mong quạnh như vậy chẳng khác nào mình dưng cho nó các bạn. Được không được? Đi chỗ khác các bạn. Khác chỗ khác. Đây đâu kìa các bạn ơi, đâu kìa. Mày chạy đâu? Lần này mình sẽ quyết định, mình sẽ xé được bản tên của nó nha các bạn ơi. Mấy bữa xé bản tên được trước, mấy mình ăn hiếp được quá. Hôm nay mình ăn hiếp lại nó nha các bạn ơi. Lên cây, lên cây. Nó leo lên cây xài kìa các bạn. Đây, cái này mình ngồi trên này xong mình phóng xuống chụp nó đúng ta? Đây coi coi nó đang làm gì ta? Cái thời gian á mình ở trên này mà nó đã gặp mình phóng xuống là nó xé mình luôn rồi. Không được, mình mất một cái đà là nó xé mấy bạn ơi. Cứ như vậy nó leo lên cây đổi cho chỗ, mình đổi chỗ, xem coi nó được mày ơi. Tại mình đi lại là ở trên cây nhìn xuống thấy rồi. Đổi mấy bạn ơi. Ê, nó đổi vị trí rồi mấy bạn ơi. Kìa bạn ơi, nó bên kia kìa, nó bên... Để mình coi xem con nhậu như này. Bạn có thằng nó đang tìm ai kìa bạn ơi. Hả? Mày chết với tao. Kìa. Thằng thật ở sau lưng mình mấy bạn ơi. Mày tao thấy cái gì mấy à? Mày ra đây mày, tao thấy mày rồi. Mày thấy tao hả? Tao thấy mày hồi nãy giờ rồi. Tao nhìn cho mày ra là tao đã thấy rồi. Vậy thôi tao đi, tao có làm gì đâu. Tao đi tìm chỗ nấp thôi. Nó định rình mò mình, nó xé mình đó bạn. Lúc nào mình cũng phải để ý bằng camera ở sau lưng nha các bạn. Giờ mình sẽ kiếm chỗ để mình trốn nha các bạn. Để mấy thanh niên này thấy mình bắt mình sao. Mình sẽ nấp một cái chỗ là rất là lý tưởng. Phải làm sao học hỏi được các tính đặc công các bạn. Vậy đây được. Đây bạn. Chơi. Đây mình sẽ núp ở đây. Mấy thanh niên kia không thấy mình đâu. Kiến cắn mình các bạn ơi. Ở chỗ này không được rồi. Giờ mình sẽ lên trên đọt dừa thử đi. Nắng như vậy không ổn rồi các bạn ơi. Ở dưới thì kiến, trên đây thì nắng. Vậy sao đây? Mình chạy kiếm chỗ khác nữa. Ở chỗ này toàn là dừa không à. Đúng rồi, mình sẽ vô bụi chuối. Mình sẽ vô bụi chuối. Ngon không? Ủa sao mềm mềm vậy? Bên kia làm gì mà ông hồn hển quá bạn ơi. Mình chạy qua bên đây nhé bạn. Chứ bên kia mình sợ dừa rụng đầu lắm. Đi kiếm chúng đi. Ôi mấy bạn, cái trái xoài chà phá luôn nè. Ôi bị mấy con này bu vô nó hư rồi. Thôi mình không hái nha bạn. Giờ á, theo mình á, phải kiếm cái chỗ nào mà leo lên được mà núp trên cây để mai phục có gì mấy đứa nó đi ngang qua mình còn nhảy xuống đi xây với bên tường nó nữa các bạn. Để kiếm chỗ nào ta. Sau khi mình đỡ chiến thuật á mấy bạn,
thì mình qua bên đây mình phát hiện quà nha các bạn ơi. Mình chắc chắn lần này mình sẽ kỹ hơn một chút nha các bạn ơi. Tại hồi nãy mình lú đầu ra nha, không là nó không thấy mình đâu. Chỗ nào có cái cây nào cao cao? À, nghĩ cây này được nha. Các bạn thấy nó không nữa? Thì mình là cái này mình được thấy nha. Thấy nó nha các bạn. Kìa kìa. Giờ đây sao bà? Đây nó luôn. Chơi một tay luôn các bạn. Có một tay mà chơi một tay luôn. Nó đang leo lên cây nè. Mình mệt quá, nói không nổi luôn rồi. Nó đang leo lên cây nha. Sao này giống nhã với trời. Nhã leo lên cây, nó cũng leo lên cây nữa. Không biết nó tiệm gì cho anh nữa. Thôi, mình suy nghĩ lại rồi. Cái chỗ này nó không ổn. Leo nó đau chứng về chịu nổi. Hiện tại là nó vẫn chưa thấy mình nha. Mình thấy nó mà nó không thấy mình. Một chút đây mình sẽ lại xé một tên của nó cho nó bất ngờ nha bạn. Mình sẽ im lặng nha bạn ơi. Mình nói chuyện giống hồi nãy là nhã nó sẽ biết mình. Quà sẽ biết mình nha bạn. Hồi bữa nó chưa thấy mày ơi. Chưa thấy mình. Lần này thì mày chết mày ơi. Hả? Ngoan ngoan ngoan. Nó chưa thấy. Như thấy có niên nào theo dõi mình thì phải. Nghe gột gột mà sao quay gần sao không thấy nó ta. Thằng này đi gì đi hoài trời. Không lẽ giờ mình đi tìm lên cát trời. Nó đi tới này. Kìa kìa. Thấy nó. À, tao thấy mày rồi nha kìa. Thấy mày rồi nha. Thấy tao hả? Nãy giờ mày đi theo dõi tao gì hả? Đâu có đâu. Tao đi tìm anh Thành á, tại anh Thành nãy kể tao đi tìm tao với anh. Mày đi tìm anh Thành sao mà mày đi theo tao nãy giờ? Nãy tao đi bên kia không thấy ảnh, tao qua đây có nè. Thôi, không có gì, tao đi tìm anh Thành không mà. Mày mà liên phén theo tao nữa là tao xé mày trước đó nha. Không, tao làm gì dám làm. Dám đi theo dõi mày luôn bạn, mày liều. Thôi mình đi tìm anh Thành nha bạn ơi, tại anh Thành nãy kể mình nha. Anh em nhà này khôn dữ ta. Bây giờ không biết mình có nên sử dụng tuyệt chiêu này không đó không các bạn ơi. Để coi coi. Xui quá. Tại nha các bạn, cái lùm này nguy hiểm lắm nha các bạn. Mình phải đang hết sức là cẩn thận à. Sơ hở một cái là nó bay ra nó xé liền luôn nha các bạn. Cẩn thận mới được. Đây nha các bạn, sau một thời gian thì mình cũng đã kiếm được rồi các bạn ơi. Mình cũng chui vô lùm cũ à. Em mình hùng rồi. Quay xong. Thành lát. Ê. Sao kêu chiến không? Xí. Sao? Nãy giờ mày có để ý những gì mà tao đang thấy không? Để ý cái gì? Thì tự nhiên hay không mình lạc vô cái vườn nhãn này. Thay vì mình ngồi đó đánh nhau thì mình ngồi đây ăn nhãn đầm đạo đi mày ơi. Ăn nhãn hả? Ừ. Anh không, hồi nãy anh không nghe hả? Chị. Lúc mà mới bước vô, ông chủ nói không có cho hái đâu. Mày dở rồi. Cái này là tao muốn tốt cho ông chủ. Mình ăn thử coi nhãn này đã được chất lượng tiêu chuẩn chưa. Để ông chủ đi xuất khẩu đồ. Mà lỡ ông biết rồi sao? Gì? Ông biết rồi chết với anh em mình luôn á. Ok. Bây giờ anh Thành có cái cách nào mà để cho nhãn nó tự gớt xuống mà anh em mình không phải hái không? Cố tình gớt hả? Đúng rồi. Vô đây. Hồi nó thấy mình nó quay ra xé mình nữa. Đoàn kết nha, hợp tác nha. Rồi, sao? Bây giờ tao với mày là xẻ gai ngoài đây, tao giả bộ giao chặt vậy nè. Rồi tao đẩy nó vô bụi nhãn thôi đó là mày bẻ. À, kiểu mà anh em mình quýnh vỏ qua, quýnh lại hả? Ok, đúng rồi. Lụm liền. Ê, gì? Nhưng mà phải làm sao cho nhãn nó gớt nhanh nha. Tao sẽ xô mày vô xong rồi mày giả bộ mày quệt nha. Không lẽ không gớt. Đúng không? Đặt cam. Ok. Thôi tao mày giao chiến nè, khỏi nói giao chiến mày. Đi.
Anh nào ra đây tao xé luôn. Thôi anh, tôi tới anh bỏ. Mày xong mày rồi. Chết anh rồi. Đặt cam luôn nha các bạn. Chết. Mình đặt cái đây đi. Anh Thanh, anh Thanh. Cho cây ra đây nha. Thấy không ta? Nha bạn. Đây nè. Quá trời trái luôn nhưng mà thấy không được. Bây giờ anh em mình chiều chiều nha các bạn. Nếu anh Thành đã muốn á thì ngày hôm nay chính là cái ngày cuối cùng của anh rồi anh Thành à. Mày chết. Chính là ngày ngậu. Vô. Thôi bãi vô. Thôi. 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 Run. Cái mấy bạn ơi, đến đây. Ai tha cho mày đó? Em cũng tha cho anh đó. Mời bạn nha, mời bạn ngoan nha. Ngọt. Không ổn công lao mấy anh em mình farm nãy giờ. Đúng vậy. Ăn mấy trái đường rồi mấy bạn ơi. Ăn nhiều quá mất hay. Để cho mấy anh đó ăn chung với mình luôn, lát nữa chịu tội chung luôn. Ok. Nhưng mà đi. Gì? Trước khi mà mình đi á thì mình cũng phải á, nghĩa sao ta, ăn quả nhớ kẻ trong cây. Cái này là sao? Ý em bây giờ á là đi làm gì? Đi theo em, cầm heo để em kiếm một chỗ nào đó. Tụi tao làm gì đó mày? Đi theo em. Thì người ta có câu ăn quả nhớ kẻ trong cây. Ừ thì mình nhớ ba, mình trồng cây lại cho ba. Cái đồ mày trồng anh cát sao sống mày? Anh không biết rồi, cát nó mới tốt này. Ừ ồ. Rồi lên quả luôn rồi nè. Lên quả luôn. Quả đã luôn. Bây giờ bỏ hộp xuống cho bác ba nữa. Ừ. Có gì con bác ba ra tưới nước giùm con nha. Con trồng lại cho bác ba rồi đó. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ê, làm dấu cho bác ba đi. À, rồi bác ba ăn á thì bác ba nhớ lại tụi con luôn nha. Dạ. Làm dấu cho bác ba để cho bác ba biết đi. Làm dấu. Ừ, cắm cái cây lên. Rồi. Chỗ này nha bác ba. Chỗ này nha bác ba nhớ lại chỗ này hai trái ăn nha. Đây nha. Con mới trồng xuống là nó ra 6 trái luôn rồi bác ba. Còn này là tiền công của mấy con nha bác ba. Dạ, rồi. Tao mày mỗi đứa ba. Ok. Rồi. Hết rồi nha. Hết rồi đó, đi trốn đi. Quay 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 quay. Nhìn cái cây luôn đó bạn. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ đó, thì mình cũng đã có kế hoạch mới rồi nha bạn ơi. Lần này mình sẽ không đi theo dõi nó để xé băng tên của nó nữa, mà mình sẽ chơi theo kiểu mà gọi là tròn nhé bạn ơi. Giờ mình sẽ tìm hai trái xài nha. Hai trái xài rụng đi bạn ơi. Ui ý, xài thúi. Cái nhỏ nhỏ trái bự này mới đã. Trái nữa nha bạn ơi. Đó, hai trái bị dòi ăn nha. Vậy giờ mình sẽ lấy hai trái này. Giờ mình sẽ đi trốn nha các bạn. À, đây, đây, đây. Sau nãy giờ quần quịch á thì mình đã đưa hai trái xài lên được rồi nha các bạn ơi. Khá là cực khổ luôn. Mà không biết cái màn tròn này có thành công không. Đây được rồi, đây được rồi. Ê, ê, có một người. Mình vừa mới nói xong thì có một thanh niên nạp mạng cho mình nhé các bạn ơi. Không ai khác, đó chính là đẳng cấp nhé các bạn ơi. Thôi mày xong. Bây giờ mình vào kế hoạch luôn nhé các bạn ơi. Mình ném trái nó thúi nhất nha các bạn. Ném trái thúi trước đi. Sao? Thì tỉnh chứ. Mình vú cho cái thử thách mà trong cái vườn trái cây này đúng bài luôn nha các bạn. Có nhiều chỗ nứt nè. Trời ơi. Sỏi
đau rụng dữ vậy? Nó chưa thấy, chưa thấy mình luôn. Bạn, nó dài lên. Okay, okay. Bạn rồi. Anh cho mẹ ăn thêm một trái nữa. Trời ơi, trời ơi, trong địa điểm này nhưng mà cũng có khi là xài rớt đó nha. Ta ta. Dạ. Nhảy chỗ của nó luôn rồi coi. Nhảy mấy cạnh nó rơi cái coi kìa. Rồi 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 rồi. Gạt gạt đi gạt gạt đi. Nó đi vô người, nó đi vô người mấy cái. Cái chỗ này không an toàn nữa. Tại vì sao? Cười quá. Vừa đã nguy hiểm rồi còn xoài nguy hiểm hơn nữa. Mình đem có hai trái lên các bạn ơi, mà nó đi rồi mình cũng ném được nữa. Thôi mình đi xuống nha các bạn ơi. Hài quá. Miễn cầu cho nhỏ xíu rồi. Ăn chắc cũng không được đâu. Kỳ nhãn nha các bạn. Ui coi cái trái của nó nè. Ui xảo à. Mình nghe tiếng mấy thanh niên kìa. Mình chỗ khác nha mày. Đang núp mà mình nghe tiếng mấy anh niên kia là đâu có được. Mình phải kiếm chỗ khác an toàn hơn. Vậy là phải bay mấy trái nhãn rồi. Trong kia nãy gặp cái nhãn trái cho bá lửa luôn. Không ăn được. Tại vì nó nghe tiếng thanh niên nhã với ai vậy. Mấy bạn biết sao không? Mình đâu phải mình tự nhiên khi không mà mình ở máy đâu. Tại vì mẹ mình dặn là mình là con gái, mình phải tìm mày nít nè. Không phải đi đâu là cũng hái của người ta. Nhưng mình không muốn giúp hái các bạn. Mình mẹ mình truyền kinh nghiệm cho mình nên mình sợ mẹ mình chửi đó. Nam trời chưa ngươi mình thấy gì các bạn ơi. Còn đây chôm chôm nè. Wow. Đã quá vậy. Trái chín hết rồi. Có nhiều trái nó thúi luôn rồi nè. Cái này trái thúi. Ui. Chắc mình hái một trái không có sao đâu ha. Thôi không được. Mẹ mình dặn rồi là không có được hái. Nhưng mà trái nó bự quá, mình không cưỡng lại được các bạn. Mình hái một trái chắc không sao đâu. Mẹ cho con xin ăn một trái nha mà. Thôi một trái không được, ăn thêm một trái nữa đi. Cái này nè. Yeah. Bếp bà ơi, chung xin hai trái chôm chôm nha bếp bà. Cái này nè. Con xin rồi nha mẹ, chứ con không hái chậm nha mẹ. Mẹ cho con ăn nha. Cái này là con xin rồi nha, chứ con chưa có hái chậm. Giờ mình sẽ vòng qua đây các bạn. Chỗ hồi nãy cái bụi chuối cũng không yên nữa các bạn ơi. Bên bển nãy kiếm chỗ nó không an toàn nè. Ngồi trên cây xài các bạn nè. Quá trời xài bự luôn. Bạn thấy không? Mà nãy mình lỡ ăn nhãn kia nữa. Nó no các bạn. Chịu chứ nhãn đấy là nhãn gì? Nhãn bùm, nhãn gì? Nhãn thuyền, nhãn xuồng các bạn ơi. Ăn cái nhãn xuồng, cái Trời ơi. Nói được miếng tay. Trời ơi. Tông vô trái xài chơi. Tông vô trái xài nguyên không nói, tông vô trái xài thúi đó chứ. Xài đâu cũng nhiều vậy. À. Đây. Cái gì? Thì ra là bà núp ở đây. Thì sao? Xé bà chứ sao? Ơi. Giỏi lên đây. Trời tắt à. Tôi nói nè, cho dù cũng xé được tôi á, không có danh dự gì đâu. Nghĩ sao người được mệnh danh mạnh nhất nhì tem mà đi xé con gái. Trời ơi, xé con gái. Hèn lắm bà ơi. Xé luôn. Thì lên đây, xé đi rồi mang cái danh là ơi thắng cũng không có dễ dàng gì. Con trai mà thắng con gái là sao? Trời ơi, tao nói không có xứng đáng.
hiểu không? Mày kêu mày. Hả? Nó đi rồi nha bạn. Anh nãy anh đi bạn ơi. Bạn xiết sao mình bỏ không? Tại vì á, giờ á, mình là mang danh mạnh nhất tim rồi. Tự nhiên giờ đi xé một đứa con gái thì sao được bạn, đúng không? Không phải là mình tha đâu nha bạn. Tại vì mình suy nghĩ lại rồi. Tại vì á, mình là nam nhi đại trượng phu. Tự nhiên giờ đi xé một đứa con gái, thà mình vậy nè, đi xé với thằng đẳng còn sướng hơn bạn ơi, đúng không? Giờ mình có một kế hoạch này đấy bạn. Giờ mình sẽ trốn ở dưới mấy cái đống lá để dừa, rồi mình nghe ai xong mình bay ra mình tóm nó, mình chụp nó, mình xem con tên nó và mình lấy giải thưởng luôn nha các bạn. Đó, thấy đẳng cấp không? Giờ mình đặt cam, mình gom lá này xong mình đắp lại cho mình nha. Ok, xong rồi xong rồi. Chui vô. Đây cái chuyện đặt con tên. Thôi. Chiều chiều chớ hỏi hiu hiu. Nghe nhìn sụp sụp ghê dưới trời. Thôi. Cái này không được. Có khi dưới đây cứ gắn đít rồi sao. Quên nữa. Chứ ai vừa có nhiều gắn đít lắm. Hả? Mình còn bà Ngân nữa. Quên nữa. Coi bà còn ở đó không ta. Mình đi xa quá, bạn Ngân đâu biết mình chỗ nào đâu. Chỗ này nãy Ngân núp đúng không ta? Ê Ngân ơi. Ủa đúng không ta? Bên kia. Đây. Ngân ơi, ủa chỗ nào quên rồi. À đây. Lộn quá em. Ngân. Ui, chim sẻ gọi đây bạn. Ui. Ngân, trả lời Ngân. Sao im lặng như trời. Rồi bà chạy đâu tiêu luôn rồi trời. Kêu là núp mấy chỗ này rồi mà trời. Đi ra đây coi ở đây có thằng nào không. Thấy anh niên đó ta. Mình đi qua tới cuối cùng bên đây luôn nhé bạn ơi. Thì mình phát hiện có một cây lơm chơm nhé bạn. Chơm nhé bạn ơi. Đây bạn ơi. Đó. Quá trời trái luôn. Đây nữa nè. Sẽ mình hái một trái ăn thử nha các bạn ơi. Đây. Một trái thôi. Một trái mình ăn là đủ rồi. Để chút mình có gì mình ăn. Nghi lắm nha. Yên tĩnh nè. Sợ có mai phục á. Lỡ có mai phục đi báo luôn các bạn. Thì á là thằng ghẻ, mày chết. Đi chết. Ê khoan. Cái gì? Mày định tấn công tao luôn hả? Chứ sao? Cho mày trái chim chôm nè. Thầy chú em có tấm lòng đây, xin nhận nha. Không sao đâu. Tao đi ra, tao đi. Lần này anh tha cho, lần sau còn bắt gặp nữa là không tha đâu nha. Rồi đi đi. Mất trái chim chôm luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi. Vừa mới hái xong thằng quà này. Mình chạy nhanh nha bạn ơi. Có một trái chim chôm mà mình giữ được tính mạng của mình luôn rồi. Thời gian mấy em đi trốn ẩn nấu và phục kích hết rồi nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu phát động cuộc chiến này bằng cách like cam lên và thông báo cho các em biết là cuộc chiến bắt đầu. Lên thôi. Like cam bay tới đâu âm thanh sẽ tạo tới đó và thông báo cuộc chiến bắt đầu. Xin nhắc lại, cuộc chiến của chúng ta bắt đầu. Các em hãy sử dụng kỹ năng để tước đoạt bản tên của đối phương. Thông báo lại, cuộc chiến bắt đầu. Mình phải để ý kỹ nha các bạn. Mày chạy đâu? Thằng nhá. Nhái đi mày. Bỏ. Mày chết!
Không à, tao cho mày chôm chôm mà. Trái. Chạy 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 mày ơi. Quả Nguyễn ơi. Quả. Chiến với nhau mệt xong rồi mình mới ra chiến kén nha mày. Chạy. Ai sao chung dữ vậy. Gì. Chưa gặp nhã mà còn gặp quà nữa nha bạn ơi. Cái tay mình rung lắm rồi. Đâu hết rồi, đâu hết rồi. Mình nhìn thấy ai lù lù ở trong cái cây. Mình tưởng ai. Hay ngờ thanh niên quà nha. Nguy hiểm quá. Gọi đây hợp lý thế nha. Đợi ai qua đây không rồi mình lại mình xé luôn nha các bạn. Chứ mình không có trốn nữa. Mưa nó bắt đầu nhỏ nhỏ hạt xuống nha các bạn. Mưa này mưa lâm râm mà. Nhưng mà vẫn không có thể cản bước được mấy anh em mình. Chàng. Quá thượng ghê lắm các bạn. Ủa chết. Giờ hảo anh em mình hợp tới đi. Em biết là anh em mình lúc nào đây bắt tay cái đây. Rồi. Cuối trận. Ok. Ôi. Mấy lúc sau lưng mình chạy mấy. Bọn Nguyễn. Thằng đẳng cấp nó trong cái chỗ rừng tràm kia đó nha các bạn. A đù. Thằng cỏ hố này cái gì nè các bạn. Đi qua một cái cây nó gì nè. Hay rồi đi. À thì ra là mày hả Thành. Cái gì? Cái mày tại đây. Cái gì? Tao nói cho mày nghe nè, giờ mày xé tao thì ai sẽ bảo vệ ngân nữa. Tốt nhất là mày nên đi đi. Để chơi tiếp từ 1 tới 3 mày đi đi. Tao không đi luôn đó mày còn sao? Mày ngon. Mày ngon mày lên đây. Quả đang đứng bên đây nè, mày ngon mày bay vô đi. Mày ngon mày lên đây. Quả chừng nào đáng qua đây rồi mày bay qua đây ghê. Qua đây. Mày lên đây. Qua đây. Qua đây. Qua đây chính tao nè. Đây cổng nè. Thôi tao không chiến vào đâu nhát ghê quá. Thành quá hù được nó đi nhé bạn. Không thì nó qua đây mình báo nữa. Hy vọng đừng gặp quà. À mày chết. Mày lo mày chạy đi. Ok mình vẫn tiếp tục giữ phong độ là hù nó nha các bạn. Hù nó đi cho nó đi. Ê sao trời ơi trời. Yên tâm tao không xé đâu. Giờ quan trọng là xé đường quà. Ok biết hả. Anh em coi chứ nhỉ. Đâu thay mày nha mày. Đi nè, đưa chỗ cho tao. Vô lúc này vô. Đi. Đâu hết rồi ta. Núp kỹ thôi. Trời ơi vô đây xé nè, thấy chạy không chạy. Thôi khùng quá chạy mày ơi. Trời ơi anh niên nào thấy mình cũng chạy bạn ơi. Quà nay xa lánh nha bạn. Quà nay bị xa lánh rồi nha. Giờ mình nên đi ngoài này luôn mà không có thanh niên nào ra xé hết chứ. Mình đã có chiến lược mới nha các bạn. Giờ mình sẽ đi theo bú phem anh Hoàng nha các bạn. Giờ anh Hoàng giao chánh đâu mình đi ở đó nha các bạn. Đi theo nó kiếm tí bản tên nha các bạn. Anh nào, thằng thật bên này nè. Anh nào vô. Anh thật bên này nè. Anh em mình thử nó. Đây nè anh nào. Đây nè anh nào. Đứng em, mày đứng em, đứa anh đi. Vô lọt, sao?
chiến tao anh hành cái, mày muốn làm gì làm. Cái ai rồi? Tao chưa. Mày đã tao chiến. Ở đây anh em tao hai người đó. Phụ tao chơi anh hành cái đi. Rồi. Okay. Bye bye. Vô. Rồi Thảo. Thảo tao với Thảo lại mày. Okay. Thằng nào mà xé nhau hả? Là nghỉ nha. Núp đâu hết rồi ta. Úi là la. Núp đâu hết rồi ta. Làm này. Xong rồi cháy mình. Hứ. Chanh nha mày. Bây giờ chiến thôi. Let's go. Let's go Hàn. Let's go Hàn. Let's go Hàn. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu con sâu? Chạy đi đâu? Khủng quá bà ơi. Chạy đi đâu con sâu? Chưa. Để tao mày đặt cao xuống chiến à. Tao chiến luôn à, tao chiến mày luôn à. Rồi rồi. Sang anh. Đó. Chiến lọc lên cho nó dễ chiến. Thôi. Giờ mình cần biện pháp nào cho đúng đắn xíu bạn ơi. Giờ mày sao mày cũng thấy tao hết à. Giờ tao có ý kiến này nè. Giờ anh em mình hợp tác đi, được không? Thấy nè. Bây giờ kẻ mạnh mới vô đối đầu cũng không có thú vị gì hết đúng không? Thấy là bây giờ mình nên đi bắt cá bé trước đi thôi hả? Bắt cá lớn. Ý mày là cá lớn ăn cá bé đúng không? Cá lớn nuốt cá bé đó. À đúng rồi, cá lớn nuốt cá bé đúng không? Ừ. Chứ lẽ gì mày to con gì, to mày do tránh nhau của mày mất bản tên mày bị thiệt sao? Đúng không? Là tỷ lệ thắng của mày là chỉ còn có 50 thôi. Rồi rồi. Mày nói cũng đúng các bạn. Ok nha các bạn, mình dụ được thằng đó đi rồi. Ông nãy giờ nó xé mình đi rồi báo nữa các bạn. Thôi đi kiếm mấy hàng nhỏ nhỏ mình đi chơi nó trước thôi rồi. Kiếm mấy hàng bự sao. Rồi xong mình lên đây nha các bạn. Lên tới cái vừa nè. Thấy không, cái đọt nữa các bạn. Cái đọt nha. Ngân kia các bạn. Ngân kia bên mình là cái gì. Có gì Ngân ai bắt á, mình bãi xíu gì. Thấy không rồi, thấy không rồi. Thăm ngàn. Hey, khoe cái gì. Không có nói cái gì hết á. Cống nạp hay là tự xử. Khoan. Khoan cái gì. Mệt từ từ, đứng nó đi. Không rồi, mẹ nói gì. Hey, Ngân, xuống. Đứng ở đây người ta nói. Giờ không có ai ra cứu đâu, có Đặng ở đây con không cứu nổi nữa. Nè à, không lẽ ông hẹn tới nội mà ông đi giật con gái đúng không? Đặng ơi, Ngân nằm đây nè, bị tao bắt nè, mày ra đây cứu đi Đặng ơi. Đặng, cứu mình. À, cứu đi, la lên, lớn lên. Nhìn nào mới trên cái dừa giờ không xuống cứu mình này. Nhâm. Cái càng gì kệ đi. Vui nha. Thật cả đi qua bánh không có ra ma thôi các bạn ơi. Ôi, anh em tôi tới nè. Thanh. Đàn. Hổ. Lẹ. Thăm ngàn. Mày dám ăn hiếp ngực của tao, Ngân can sao? Can sao nhanh, có đừng xếp tên mình nha. Anh em ơi, có đây nè anh em. Nó đi nè, tập trung. Có đây nè anh em. Tao mày là đủ rồi, khỏi cần nhiều lên. Cái gì? Giờ 4 ta hợp tác rồi. Giờ mày muốn sao? Ngân chạy trước đi Ngân, chạy đi. Chạy cái gì Thanh? Mày bắt con Ngân lại. Em qua đây, em hô máu cho anh đó, anh qua đây. Mày qua đây, mày ở đây. Anh em qua đây. Mày hiến luôn nè. Anh qua đây, nhanh. Nào vô, nào gan chờ vô đây. Tao vô nè. Chạy ngon lẹ. Vâng, hình như các điện thoại của chúng ta đang gặp mạnh nhau, đối đầu nhau rồi các bạn. Ây da. Ở đây có 4 người. 4 người. Cái gì đây? Hiện tại đã có đẳng cấp Ngân, Hòa Thượng và Thành Lát của chúng ta. Thì ra là 2 tấn công 2. Ủa cho cá nhân mà tại sao?
coi vòng vòng chơi em chạy chơi cá nhân mà hai người này hợp lại anh thu với em gà anh cũng cứu bộ nãy em bắt đúng rồi công bằng muốn chơi sao chơi à công bằng ơi chạy đi chạy đi nhanh ơi bỏ trái dừa xuống không không được cầm trái dừa không được cầm hung khí bỏ trái dừa xuống qua đây coi coi ai chiến nha nhé bạn ơi đừng chiến nhiều mình gung lắm mày một tay chơi cũng lại mấy tơ đâu cả một tay còn chơi lại thôi mày đó anh với anh quà né kìa vâng ở đây có bốn người đang chiến với nhau được các bạn còn những thanh niên kia đâu những thanh niên kia có vẻ như đang phục kích rồi các bạn mày phục kích mày ra đây phục kích à thằng nào thôi chả phá thôi gì mày mày nào vô đây vô đi chơi gì nữa các thanh niên kia đâu ơi vâng có vẻ như thấy bóng dáng ai đó đang lượn lờ gần đây anh đi đâu vậy tấn công đi tấn công đi chạy ra thượng sát bỏ ra rồi tấn công lên rồi quên chạy chạy đi kêu chạy đây ở đây có hai người cũng đang quay video rồi các bạn đừng cho chạy tại sao không rình không núp mà nhào vô xịt nhau liền vậy quá dữ rồi quá dữ rồi chạy vâng đẳng cấp của chúng ta nhiều lên đi rồi các bạn qua đây qua đây qua đây bây giờ còn Hảo Hảo nó bị tấn công ây da né luôn rồi chạy luôn rồi bỏ cá mà em bỏ cá mà em cuối cùng thì không xé được ai hết vâng. Chạy bạn ơi các tuyển thủ của chúng ta có vẻ như là đang rất là canh và phòng hờ nhau. Ơi. Dạ. Hai thanh niên này phối hợp với nhau hả? Dạ. Đúng rồi hả? Hợp tác cái gì? Sao? Lát nữa tàn sát nhau sao? À, hợp tác rồi. Mùi gì chạy? Thôi này mùi gì chạy? Có thứ không? Anh đi nhả kìa mày. Ê, anh đi nhả lấy phân châu làm gì á? Không biết nữa. Oh shit bò. Trời ơi. Nãy giờ tưởng cái bao gì dựa vô như thiệt luôn. Shit bò bò bò. Mình chưa thấy Đặng là bây giờ. Ơ mình chưa thấy Hảo đâu nha. Nhìn Hảo, à, Hảo có rồi, đâu mất rồi bạn ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhà bên này nữa bạn. Mình nữa 8 nữa rồi. Ở đây là an toàn nè. Tấn công rồi. Đặng vô. Bình được nha, bình được nha. Có sao không? Sức bình thân chưa? Chưa. Chưa. Chịu chắc lắm. Kệ không sao. Hít cái nào mà kỳ kỹ vô. Hey, nguyên kìa. Mình nhấp tiếp các bạn. Đông quá bạn ơi. Mình thì không thể chiến lại tại tụi nó có chơi bộ nữa hay gì á. Hay quá. Yeah. Nhớ đi gần nó nha. Nhãn đi ăn ngọt lắm nha bạn. Nãy lụm dưới đất. Hiện tại thì mình đang trên cây nha bạn ơi. Mình núp trên cây xoài. Mày cua đi, mày cua đi. Anh Hòa cái gì? Hái chôm chôm cho nè. Mày không có hái chôm chôm vậy á. Một chút em giết được anh Thành cái em cho anh giết. Đẳng đang giao tranh với anh Thành, đẳng mà giết ai? Vậy để em qua giao tranh chung nhá. Mày xuống sao giết mày nè. Anh ở đây đi. Rồi à, để hai chiếc cút kìa. Trời ơi, chạy xuống đi, mày chạy xuống đi. Rồi em. Rồi em, mày chạy xuống đây. Em. Tao rung cây.
Anh Hoài bỏ. Em lần đầu lỡ dạy, em có lỗi anh Hoài. Mày lỡ dạy mấy lần rồi. Anh đi đi, anh đi, đi. Lần sau em gặp anh nữa là tao, anh em cũng được. Tao ngồi đây tao canh mày luôn. Tao đặt cám này tao ngồi tao canh mày luôn. Nhã ơi, anh Hảo, cứu em. Tao ngồi đây nè, xuống đây. Dính đãng rồi. Lại đây. Thôi anh Hoài ơi, xin lỗi cho em rồi. Giờ mình ngồi đây canh thằng rẻ luôn nha bạn, không giao không xuống luôn rồi. Sau khi truy lùng một hồi thì hai thanh niên này lại bắt gặp nhau và bây giờ có vẻ như hai thanh niên của chúng ta đã bật tin chiến rồi các bạn, không khiêu chiến nữa. Liệu ai sẽ là người bị loại khỏi bằng tên đây, chúng ta cùng chờ xem. Vâng, vô đi. Không đang tìm hiểu nhau. Đã tìm điểm hở, vâng. Thành lát của chúng ta tấn công rồi. Hãy cẩn thận, các thanh niên của chúng ta vẫn còn đang xung quanh. Hãy cẩn thận đề phòng. Có chừng bị tấn công lén bất ngờ ập tới, mình không đỡ được đâu. Vô rồi các bạn. Vâng, hai người tấn công rồi. Vâng, đẳng cấp của chúng ta không xé được. Thành lát của mình chưa nha các bạn. Ôi kìa, đi vô đây xuống ô mày. Có người hả, đâu? Wow, một thanh niên. Vô luôn rồi, vô rồi. Một thanh niên của chúng ta chơi solo không thể nổ rình nút nữa. Sao vậy anh em mình mà? Không hợp tác. Cẩn thận, hãy cẩn thận chứ cho. Hãy cẩn thận. Bây giờ mới là giây phút kịch tính nè các bạn. Ba đấu với nhau luôn rồi, không phải là solo nữa. Các thanh niên kia bây giờ đâu không biết nè các bạn. Chừng chơi gì nữa, tìm hiểu nhau gì nữa, thăm dò gì nữa, tấn công đi. Chơi đồng minh. Hồi nãy cưng cũng đồng minh với Hòa Thương hả? Chơi đó, bắt đó. Chơi luôn. Biết đâu bất ngờ. Rồi, tấn công rồi. Tấn công rồi. Tấn công rồi. Tấn công rồi các bạn. Tấn công rồi. Tấn công rồi. Một tên lát của chúng ta đã bị xem một bản tên. Tên lát đã bị xem một bản tên. Rồi, tên lát đã bị xem một bản tên. Rồi. Cái này. Chưa vượt. Rồi, tên lát đã bị loại rồi nha các bạn. Tại sao không tấn công nhà nhà kìa? Anh em mình chiến xong rồi, giờ chiến hai luôn. Xin chia buồn cùng thành lát. Thành lát của chúng ta đã bị loại đấy các bạn, bị hai người tấn công áp bức. Đi quay không đâu, đứng đây là canh mày mà quay vậy rồi tại chỗ luôn. Mình với nhà xé một bản tên cũng thành nhé các bạn. Sao em? Ai nói chơi hợp tác anh cũng qua có gì vui đâu. Hợp tác hả? Chứ cùng hợp tác của Hòa Thượng mà tại sao cô không chơi đồng minh của Cưng tới? Mày hợp tác nhưng mà em không xé được tụi nó. Ê, cho bà nó này, chạy đâu vô vòng. Thôi giờ nó chạy về mà không gặp nó kìa. Thôi mình lại để đẳng cấp phát hiện rồi. Đẳng cấp phát hiện em lại ngân à, Quyên ơi. Chạy đi. Có người cứu Quyên không? Quyên bị dí rồi. Quá ơi, cứu kìa quá. Quyên của chúng ta bị tấn công rồi. Mày chết đắng ơi. Chạy mày anh ơi. Quá trời nó chạy rồi. Ai xé mày hả? Thì coi làm ăn gì được hả mày? Ai xé mày? Thằng nhà với thằng đáng báo thù cho tao. Hai chú hai thằng này dám giết thằng đệ ơi. Chơi đó. Nãy giờ nó canh tao trên cây á. Nó canh tao trên cây kìa. Nãy tao leo lên cây xài nè, quả nó ngồi dưới gốc luôn không cho tao xuống. Thằng lát bị tiêu diệt rồi. Mấy đoạn rồi. Nhưng mà mày muốn tiêu diệt thằng lát đúng không? Không, đúng không? Không, tao tiêu diệt quà nó canh tao. Phải không? Thiệt. Tại đi chung. Anh Hảo tao kêu mày nãy giờ có nghe đâu. Đi chung với tao. Tao nó trên cây mà quà nó cứ ngồi dưới gốc. Quà em tiêu diệt đẳng đó đẳng. Giờ đi qua phụ quân đẳng đi. Mày không xé đâu nha mày, anh em không? Anh em không? Nãy nó quân giúp đẳng đó. Không. Nó kêu bắt mày kìa, lát kêu bắt mày kìa. Quà á. Sao? Dám xé bản tên của đồng đội anh nè. Không, thằng đẳng.
Đẳng cái gì? Nó nói là có hai thằng quay luôn. Sao nó nói không? Nó nói là hai quay hợp sức lại xem. Có đâu? Hai anh em nhà họ Phạm gặp nhau rồi các bạn. Liệu họ có chín nhau hay không? Đâu rồi? Nhã có chín hay không? Anh em. Nhã xe đây. Nhã lên thôi. Chờ chờ chín đi, chờ chín đi. Ôi. Quên, đẳng cấp xuất hiện rồi. Có vẻ như đẳng cấp và nhà của chúng ta hợp tác đó, anh ru các bạn. Ủa sao không con nào vô vậy? Thích chơi không? Khỏi trên cam, bỏ cam đi em, anh quay chưa? Dẫn nghe thằng em tôi lại rồi. Wow, nhà lại kiếm thêm được đồng minh được các bạn. Hai ơi, tại sao đồng minh lại tới 4 người là tấn công 1 người? Có quá đáng lắm không? Không, làm luôn, em không lo được. Làm được hết không? Cần quà, chiếc quà trước đây. Vâng. Trời ơi trời, 4 người anh hiếp 1 người kỳ quá hả? Vâng, và thật sự chúng ta mạnh quá. Nhã nghe chạy lo xã rồi. Chết kẻ rồi. Vâng, 4 người tấn công quả luôn rồi. Quả chạy ơi, quả chạy ơi. Vâng, quả chưa sợ được các bạn. Vâng, tấn công đàn. Tấn công ơi, tấn công ơi, tấn công ơi, tấn công ơi. Nhẹ nhàng hãy dùng ít cực thôi. Vâng, quả thật của chúng ta vẫn đang bị săn lùng bởi hai người các bạn. Bạn, sao? Bạn, sao? Đảm bảo lắm vậy. Hai thằng kia đây nói nghe cái này đi. Anh đùa. Ủa? Bây giờ thích cho tụi bay nghe nè. Giờ á, hàng mày hợp sức giết tao á thì cũng đâu có lợi gì đâu, xíu cũng luôn hàng kia. Tao mày mấy mạng rồi. Bây giờ là cuộc thương thảo giữa 5 người đàn ông các bạn. Thật đúng không? Còn hai chị kia đi đâu không biết. Hợp sức giết. Nên mấy người đi đâu rồi không biết. Ý là mày muốn đó, mày muốn nó giết tao với Đẳng hả? Đúng không? Đúng không? Từ từ. Anh em nên suy nghĩ lại vấn đề đi. Em tha cho anh hồi nãy rồi. Thay vì thời gian chúng ta thương lượng tấn công đi. Mà hợp sức với tao á, mà không được hai thằng này á thì xíu gì anh thắng anh chia hưởng cho. Wow. Mày anh một hồi nếu mà anh thắng thì nó cũng nhiều. Đang thuyết phục anh Hảo của chúng ta để xem theo phe nào. Giờ nè, nếu mà giờ Hảo với Thật hợp tác với lại Nhã với Đẳng đi, rồi lúc ấy xong họ cũng tàn sát à. Ủa giờ là hầu như là anh em mình tàn sát nhau luôn á. Thời giờ anh em ba anh em mình giết hai thanh niên này trước đi, hồi xíu cái gì á. Một hồi nó thắng thì nó lấy nhiều. Anh thua anh được cái gì? Vô đi, trời ơi, mất thời gian quá, vô luôn. Tấn công nhau đi, đừng có bầu nhau nữa. Vô luôn rồi. Vâng. Tấn công, chết rồi. Tấn công ghẻ rồi. Tấn công ghẻ rồi. Tấn công ghẻ rồi. Tấn công ghẻ rồi, chết rồi. Không được rồi. Vâng. Rình tấn công ghẻ luôn này, không được rồi. Ghê quá. Chơi tao nói rồi. Chơi đâu? Chơi. Vô. Ôi bây giờ về đi, để cho công bằng. Thằng chơi một tay thôi. Một tay. Giờ thương lượng ra, hết thương lượng rồi. Một tay sao được, một tay kia rồi, tay kia giấu rồi sao tính công. Được chứ luôn. Được rồi. Hết thương lượng rồi, vô đi. Đánh mà sao? Coi chừng Nhã ơi, cạnh tranh Nhã ơi, Đẳng ơi. Anh em không à? Đúng không à? Không, xíu thôi. Trời, nãy nó lên kia mà. Trời. Đúng rồi. Mãi tao nói thật mà. Nó mới quay lại giật mày đó, nói gì nãy trời. Thấy chưa, thấy gì chưa? Ê, hai con bấm cái đằng kia nữa đây. Vâng, vô luôn đi nhà. Thôi, hai bấm cái đồ đâu luôn. Tôi mà. Bao. Bao bồi đây. Đi chéo, sợ tôi. Không có được không? Vâng, tấn công ơi. Mình ở trong phạm vi này luôn được không? Mình đừng có tấn công ra ngoài được không? Vâng, bây giờ là 4 tấn 3 luôn các bạn. Nãy tôi nhường bà không? Chết rồi, bên kia cũng có đồng đội em nữa. Đồng đội nhiều ơi. Dạ, em theo ai vậy? Ai biết thì cứ hỏi anh hỏi ai. Chạy. Chạy luôn đi. Ừ, tốt. Rồi, chạy đi anh em mình nè. Giờ hai anh em mình chụp một người lại cho ngào xé bằng tên đi. Tao khoan. Trời ơi trời. Chị đi chợ rồi. Nhỏ kia nó làm sẵn đấy kìa. Xé bằng tên đó. Một người xé hai người nè. Nhỏ này làm gì chạy luôn kìa. Bây giờ em đỡ đồng đội. Cơm nhã thơm. Mày giờ mày không ai. Chưa ngon ai. Vô. 3F2. Chụp lại. Chưa tấn công luôn đi. Kìa tấn rồi kìa. Vâng. Trong khu vực. Trong khu vực. Trong khu vực. Trong khu vực rồi. Vâng tấn công tùm lum hết đây. Vâng. Hãy nhẹ nhàng tình cảm thôi. Một bàn tay đã bị sức. Một bàn tay của ai đã bị sức. Vậy là chưa bấm đúng. Chưa. Chưa rớt. Vâng. Cuộc chiến đang rất là gay cấn các bạn. Vâng tấn công luôn rồi. Tấn công luôn rồi. Giật một cái. Rồi, qua đây nó bị lại một cái rồi, thôi, qua đây nó bị lại rồi. Vâng, Thảo nhanh là làm gì đây? Vâng, thằng kẻ của chúng ta, công nghiệp quá.
đăng ký mình lên. Rồi, đăng ký mình lên luôn các bạn. Hảo, bây giờ chỉ còn Hảo thôi. Hảo còn chết kìa, còn chết Hảo. Rồi, rồi, giờ còn Hảo luôn. Và đăng ký luôn anh, đăng ký luôn đi. Giờ còn chơi gì nữa, bốn đứa, hai đứa gái kìa. Hai đứa gái, hai đứa đó đang bệnh ở não kìa. Nè, đang bệnh ở não kìa. Trời ơi, hai nhỏ này. Anh Hảo còn chưa bị các bạn, Hảo mình còn một cái tay. Bệnh tay của Hảo mình còn. Rồi, không được rồi. Để Hảo luôn. Được rồi, tấn công luôn rồi. Vâng, hai người của chúng ta đang công vào. Để lại. Rồi. Rồi. Vâng. Khẩn cấp để bị loại luôn nè các bạn. Vâng, bây giờ chỉ còn mình nhả thôi. Thảo rồi em sẽ thôi. Còn mình nhả thôi, hai nhỏ gái làm gì kìa. Có hai nhỏ gái nhả. Ôi trời. Anh Thảo của chúng ta vẫn còn. Sao? Sao? Mà chưa rớt. Giờ sao? Con cẩn thận kìa. Em tha cho anh Thảo vậy. Rồi bây giờ mình đứng. Mệt quá đây các bạn. Nhả của chúng ta với Thảo chúng ta khá mệt rồi. Sao Đặng? Nổi đúng em? Rồi sao? Nhận ngáo của chúng ta tới con luôn rồi. Ôi, kiếm gì cắt lẹ. Anh Hảo. Chơi đi. Em cho đau. Hảo bây giờ chuyển sang đồng đội của nhà luôn. Là sao? Rồi. Ba người đang đè. Đang chấn áp chỉ có một mình Nguyên Ngân thôi các bạn. Tình hình này không ổn này. Ngân của chúng ta chắc bị loại trong giây lát rồi thôi các bạn. Rồi. Làm thế nào? Cắn luôn, đưa về cho cắn luôn. Đưa miệng cho cách rồi, Nguyên của chúng ta đã loại được cùng gần một cái vòng tay rồi. Phụng ra, phụng ra nè. Trời ơi, sao giết cả, sao giết bọn. Rồi. Hảo thua rồi, Hảo bị loại rồi. Còn Ngân. Hảo bị loại đi ra. Vậy sao, hay bảo sửa tôi hay gì. Tình hình bây giờ chỉ còn mình Nhã Ngáo và hai cô gái. Sao? Vô đi, chơi ba ba luôn. Rồi, vào phòng thi đấu luôn nè. Ba ba đúng không? Ba ba. Cẩn thận nha, coi chừng bị ruồng đó. Ngân cố lên Ngân. Tình hình là thua rồi nha các bạn ơi. Tình hình là mình với anh Hảo chơi không lại. Tại hai chơi một khó chơi quá. Tiếc thì chứ các bạn. Đụng được nhưng mà cứng quá gì không được. Rồi, tiếc ghê luôn trời. Mấy thanh niên kia hợp tác đồng minh kiểu gì một hồi vô tình tấn công nhau luôn các bạn. Đừng khinh địch, khinh địch sẽ hỏi đặt. Cái gì? Sao? Hai em lại bị loại kỳ vậy? Hả? Không biết luôn. Chơi bộ. Cẩn thận nè, ba người còn lại cẩn thận nè. Để ý đối thủ của mình. Mất tập trung là mất luôn các bạn tên. Bây giờ hồi nãy là bắt bồ ba đứa vô chung đợi giờ ba đứa ăn nhau. Rồi giờ sao? Bây giờ sao? Giờ ba đứa tính sao? Có tấn công không? Anh cho thời gian là 1 phút không tấn công coi như là ba đứa đồng điểm. Thời gian 1 phút bắt đầu. Ủa, nhận ngáo tấn công luôn rồi. Đâu vậy? Đâu ra đó gì? Chạy vô giữa nè. Vô vòng thi đấu đi, mình đi vô vòng thi đấu đi. Tấn công một hồi. Ghê chưa, ghê chưa. Ghê chưa. Đây đây. Có vẻ như hai cô tấn công mình nhả đây. Ghê chưa. Có vẻ nhà của chúng ta chỉ dùng 50% công lực thôi các bạn. Nhà ngáo của chúng ta không quan tâm đến sức lực của hai cô gái luôn. Chỉ dùng phòng thủ thôi. Rồi, nhà ngáo Đức ơi. Có chừng. Đừng tụt quần người ta chứ. Thì ra Nguyên của chúng ta có tuyệt chiêu. Nhả xa rồi các bạn. Nhả rén rồi. Ê, tuyệt chiêu gì kia vậy? À, tuyệt chiêu gì kia vậy? Nhả ngáo chỉ còn một cái dưới. Bạn tên chiến tranh rồi các bạn. Nhờ cái nước đè ông nội đi xuống. Ừ, đè luôn, đè xuống được thì cứ đè. Nhả ngáo. Không lẽ tôi không dám tấn công nhả ngáo. Nhả ngáo bây giờ chuyển sang từ phòng thủ sang tấn công rồi các bạn. Cũng sợ lắm nhưng mà để xem coi tình hình kết quả như thế nào rồi chúng ta mới biết được câu trả lời nha các bạn. Liệu nhà ngáo có dùng hết sức của mình để trả phản kháng hai người hay không. Vâng, rồi nhà ngáo của chúng ta đã bị đè xuống rồi. Nhà ngáo của chúng ta bị đè xuống rồi. Đè bị đè rồi. Rồi hay quá. Vâng, bây giờ còn hai người con gái thôi. Nhà ngáo bị loại đây các bạn. Em nhường không? Em dùng gì sức lực gì yếu vậy? Chầm anh Vũ đàn gái mà. Ờ, vậy là chỉ dùng 50% thua là đúng rồi. Cái đội dạy gái nè. Vô đây em còn hai người thôi. Quá ghê gớm, hai cô con gái của chúng ta ngày hôm nay đã sử dụng tuyệt chiêu là từ dầm gì? Từ gì ta? Từ thăm dò mà chuyển sang hệ tấn công lén này, đồng minh đối các kiểu này đều và cuối cùng hai người đang chiến đấu với nhau. Giờ sao? Sao Nguyên? Vô, chị nói đi.
Thôi chơi đi, chứ mà còn hai cái, còn con cái chơi gì? Ủa vậy tôi chia bà chứ lấy nào, tôi thiệt. Mày thôi chia bà, 7-3. Đúng rồi, chứ lấy bà trời. Thôi tấn công đi Phú. À, chơi bài phải lấy đúng không? Cuối cùng mà. Đúng rồi. 6 bạn nam của chúng ta đã bị loại rồi các bạn. Bây giờ chỉ còn 2 bạn nữ thôi. Liệu Ngân và Nguyên của chúng ta ai sẽ là người giành chiến thắng chung cuộc trong cái trò chơi xé bảng tên người cuối cùng nha các bạn. Cô nàng mặc áo chỉnh đổ đi. Còn trên chơi gì nữa? Cố lên các bạn. Hay là giờ hai đứa chia giải thưởng đi. Nguyên không chịu luôn. Giờ chơi đi, cho nó đi luôn. Xô luôn hả? Xô thì cứ xô luôn, kêu thôi vô. Em là không lấy chứ không mà không che. À vậy được, quyết đoán vậy tốt. Vô em. Nói không được. Hai cô nàng có đầu lông bên nhau. Để ra, để cái lông. Để nguyên cái lông. Để nguyên cái lông. Tất cả luôn. Dạ cho luôn, dạ cho. Vâng. Được không? Nguyên của chúng ta đã nắm được rồi. Được không? Chưa. Chưa được luôn các bạn. Nguyên của chúng ta đang hơn thế này. Rồi, Ngân của chúng ta bị loại rồi các bạn. Xin chúc mừng Nguyên. Nguyên chúng ta chúc mừng em này, đó chính là Nguyên. Xin chúc mừng em. Và một lần nữa xin chúc mừng Nguyên của chúng ta là người chúng ta chúc mừng em này. Chị của em hôm nay quá đỉnh hết rồi. Quá đỉnh. Rồi. Đấy. Quá mẹp lay, tinh thần thể thao rất là tốt. Nguyên còn hai cái luôn kìa. Nguyên còn đầy đủ hai cái luôn nha các bạn. Một trên tay và một dưới chân nha các bạn. Rồi giờ mới sao nè. Quá ghê gớm. Sao? Khỏe chưa? Quá rồi. Tập trung lại. Giờ anh hỏi nè. Thấy cái cuộc chiến ngày hôm nay thấy sao? Quá kịch tính luôn rồi. Quá vui. Anh nói thiệt phải nói là lâu rồi chưa thấy mấy đứa chiến. Mà ngày hôm nay có vẻ như mấy đứa có sức khỏe hơn được trước thì phải. Này đứa đó. Nào cũng chiến rất là tốt nha các bạn. Nhưng mà có điều có vẻ như hơi khó xé bằng tên đúng không? Quá cứng quá anh luôn rồi. Cứng vậy mới khó, khó mới vui chứ mà đụng vô cái rớt đâu hay nữa các bạn. Khó này. Và người chiến thắng chung cuộc ngày hôm nay đó chính là Nguyên của chúng ta. Xin chúc mừng Nguyên. Yeah. Mình không nghĩ là hai cô gái sẽ nhận chiến thắng trong ngày hôm nay nha các bạn. Mà Nguyên có chiêu trò gì mà nãy nhả không dám nhảy vô Nguyên? Em chơi phun nước miếng. Chơi phun mưa phun chơi bôi. Lúc đầu em nói anh Phú rồi, chiến thuật mà anh Phú. À, chiến thuật là phèo các bạn. Mà xin lỗi cưng nha, cưng sai lầm với nhà này, nhà không có sợ dơ đâu. Chẳng qua là có vẻ như nhà nhường thì phải. Thì con gái sợ mình thắng thì mấy bạn nói nữa là thôi 50% nhường thôi các bạn ạ. Bởi ngay từ đầu mới đưa loại luôn hai cô gái thì đi rồi bắt đầu nam chiếm mấy nam, nam nó hay hơn nữa không? Rồi mà hay. Bây giờ cuối cùng là hai người con gái không nhà khó xử. Kệ đi Phú ơi, giờ gái đó giờ chưa thắng xe bên tên mà. Lúc đầu em sợ ngoại với đảo mà em chưa chạy vòng tự nhiên hai người nó chết queo rồi thôi. Con Ngân của chúng ta ngày hôm nay khá là mạnh mẽ nha các bạn. Xé được bản tên đâu của ai ta? Của Hảo à? À. Loại được của Hảo. Nguyên loại được của ai? Ngân với em Nhã. Hai cô gái của chúng ta ngày hôm nay phải nói là cực kỳ mạnh mẽ. Một cái bản lĩnh của người đàn người con gái. Rồi, đi về nhìn lấy giải nè. Đi. Đi. Thôi đi. Nãy tôi nhường hai bà đó. Cảm ơn nhường nha, lấy cái gì chia cho giải thưởng. Thôi vậy cũng được. Có. Rồi sao, uống sữa lớp Manto xong rồi bổ sung thêm năng lượng chưa? Vậy rồi. Giờ là người hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Nói gì đi chứ hả? Đứng dậy nói gì đi, phát biểu gì đi trước khi nhận giải thưởng chứ. Em cảm thấy rất vui. Không, nhận giải thưởng rất ngại. Ngại gì à? Có ai đó nhường mình đúng không? Đúng rồi, nhưng đúng rồi. Không nhờ anh, hỏi thiệt nhường bao nhiêu phần trăm của nó anh nghe thử coi. Chứ không lẽ cứ đi thua hai bên nữ này. Em cũng biết nhường bao nhiêu phần trăm nữa mà em cứ theo mách bảo của em là nhường thôi. À, bãi chép phép lay. Phép lay đấy chứ, giống như là bẩm sinh bản tính của người đàn ông là mình phải biết nhường người yếu đúng không? Dạ. Thì không mấy bây giờ nhường nhận vậy thì mình làm sao cho thấy phù hợp chứ. Em thấy... biết mình không? Biết sao nè, 1 triệu nè, 2 triệu nè, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Đó, cứ làm sao làm. Em cảm ơn Phú. À. Em chia cho Nhã 500. Trời ơi, nhiều thế ghê. Ok, được, cũng được nha. Cũng được. Đây nữa. Tại vì mấy anh thanh niên, mấy anh chia bè kéo phái, mấy anh tấn công các kiểu quan điệu mấy chị nữ người ta mà chia cái gì. Nói chung cái giải thưởng này cũng xứng đáng nha các bạn. Cố gắng hết mình mà đúng không? À, nói chung chứ em cũng phải chia cho ông bà quá đúng không?
tại vì không giết em ha. Gì giết gì? Không xé. Xé gì? Xé bạn tên. Chính là xé tùm lum làm không bày bạ. Em chia. Em chia chia hai tay đồng hoàng, mình nhỏ mình bày không hai tay đồng hoàng đây. Lấy lại nhanh. Của cho các bạn cách cho. Gửi bạn. Thôi đến đây mấy em cũng sẽ kết thúc bây giờ nha các bạn, xong chưa? Được rồi. Chia hồi lại cưng còn đúng 500 á. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên để làm like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông để ủng hộ mấy em mình. Đồng thời đừng quên số điện thoại của Kim Cương nè, ngoài đi fan nó quân giá rẻ tính chất lượng nha các bạn. Quen ăn nhiều hút càng cao nha các bạn. Mấy em mình gắn thêm cái phần link của shop Rolex ở dưới cái phần mô tả, kế cái shop kèm bên bên phải đó, ở trong cái phần mô tả ở dưới video nha các bạn. Mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa là hai link. Link của shop game và link của shop Rolex mấy em sẽ để dưới phần mô tả. Các bạn vào đó mua ủng hộ mấy em mình. Ok. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Bye bye.